Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi. Rồi ai đánh thì bước ra đây để tôi đo cho nó cho chính xác. Em đánh. Ai đánh ai? Em đánh Chris đi. Em ổn không? Em ổn. Chị em ta. Chị em ta. Mãi mãi có nhau. Đúng là. Đúng là. Quả cái trưởng. Rồi thế thôi. Rồi nằm xuống. Mời em nằm xuống. Chơi chưa? Chơi nhẹ im, thôi. Im lặng mọi người. Đúng. Em cứ làm đi. Khi nào em nói em gật đầu là anh dứt. Ngoài đây ok nha. Rồi. Em sẵn sàng. Trăm lẻ sáu. Trăm sáu. Xong giờ là 6.9. 106.9. 106.9. Thì em trước cho. Đau không? Đau nha. Coi chừng đóng đinh vào ghế. Em. Đó em. Dung mà ma. Chuyến này đánh cho tôi liệt cũng đi. Đúng. Đúng. Tôi sẽ đánh xúc cái tay tôi luôn. Đúng. Quế mà ma nhiều tôi. Yes. Dung mà ma. Đánh đi. Tôi xin vét bên đây. Xin vét bên đây. Anh ơi, mình đánh ngã ba, anh đánh về cái là vét ngã ba là đây nè. Đó. Tôi thách anh đánh ở đây, tôi thách anh đánh ở đây. Tôi phải đi con đường khác. Con đường nào? Đúng rồi. Nãy giờ các em đi con đường sai trái không? Không được. Anh Giang cứ để lại cho em. Để sát vô. Thôi rồi. Thôi. 3, 2, 1 im lặng. Một một không phải bốn. Cao điểm nhất luôn. Dữ. Nhưng mà Lâm bị la rồi. La. Ai nhẹ mà. Kết quả này không tính Lâm được. Lâm bị Lâm. Lâm lại đúng không? Lại 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 còn mới. Ngon lắm. Còn em ngon ngon ngon. Ngon ngon. Em cắn tôi đi, tôi hy sinh cho em cắn tôi luôn. Đồng đội em quá xuất sắc. Hay quá lắm. Em bị thiếu chịu đựng. Em á. Em làm sợi không bảo có đội trơn rồi. Trời sao nói chịu đựng đâu hay. Em vô rồi nãy 10 điểm rồi. Giết. Tôi bị liệu. Cắn tôi đi. Làm hư số điểm của em. Thì luôn. Bây giờ mới mạnh nè. Tính sao để chứ mai chơi game đứng không ngồi được vậy. Anh Tuấn. Tốt không? Tốt mà. Chơi. Quy Khánh la rồi, làm lại. Trời ơi, phải đội không? Phải đội. Nó cắn đau quá nè. Phải đội không? Ai hiểu cắn. Bao nhiêu vậy? 1.5 mà. Đó thôi, tôi không để cho em cắn nữa đâu. Thôi em tự lật đi. Em tự lật đi một mình em thôi. Để tôi đánh cho. Một cái nữa, ráng lên, ráng lên. Bây giờ là hai bên nó đau lắm rồi, còn cái giữa thôi. Rồi. Nha. Đây nè. Trời ơi. Lâm ơi, cố lên Lâm ơi. Một cái nữa em. Rồi em chuẩn bị nha. Chơi. Rớt máy. Đâu luôn. Rớt máy đầu quýnh lại. Anh né máy ra đúng rồi. Em quay cuồng trong mơ hồ. Nghĩ đi ngủ ở hoài. Nghĩ đi ngủ ở hoài. Ngủ ở hoài đi. Ngủ không ngủ với ấy. Ngủ hoài. Ngủ hoài. Ngủ với sông cũng được. Ngủ với thùng đá cũng được. Ngủ sáng đi cho rồi cũng được. Đau quá đau. Đau này vẫn đau quá. Không mà điểm cao lắm nha. Nó bị cái rớt cái máy nè. Thôi làm lại. Lời đi. Lại đi em ơi. Rớt cái máy chứ anh đâu có muốn. Thấy anh đánh chất lượng không? Vô đi. Được 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 không sao Lâm. Hoan hỷ thôi, hoan hỷ thôi. Mấy người đánh cũng đau lắm á. Đau chứ. Đau mà, đau chịu nổi bây luôn á. Trời ơi Lâm ơi. Em đừng làm ổn sức của ông Tuấn. Lâm ơi Lâm. Bây giờ anh massage cho nóng nóng lên đỡ đau. Hậu đào thêm. Rồi ok vô. Rồi. Trời ơi. Tuyệt vời. 108.9. Xuất sắc luôn. Rồi, anh Lăng ơi. Tức là Tuấn nãy giờ đánh 3-4 cú rồi mà cú nào cũng cao. Đúng rồi. Tài tốt. Nói gì nữa. Bầm luôn đó. Tuấn đánh là ảnh hưởng hệ thần kinh luôn nha.
Bầm đó nha. Trời ơi. Bầm đó nha. À để anh che mất ghi hình. Che mất ghi hình được. Mọi người ơi nhìn nè. Trời ơi. Đây một phần nữa đó chứ còn lan rộng lắm. Vô tới nhà ba luôn á. Giờ khám đi con ngoại tử chưa? Một phần nữa sáng luôn. Đây là một phần tại vì ghi hình mình phải che bớt đó chứ thực được đó. Nó em muốn một máy cận, em muốn một máy cận, em phải chơi vô zoom kìa. Cũng may có ba đứa rồi. Thôi rồi. Triệt sản đó. Rồi. Quên cái đinh. Úp xuống. Cố gắng một lần đau rồi thôi, hiểu nha. Anh Quýnh em đau thiệt là đau để em được ngủ ngon nha. Trời ơi. Ok. Hy sinh không? Thấy đáng yêu đau không? Thì, đau thì mới hạnh phúc hả? Thử đúng rồi anh. Lúc ngủ mới ngon được. Quýnh Quýnh hiểu sao nhìn lên trời vậy? Mong em tôi an toàn. Thôi em lên rồi đó hả? Em lên rồi đó hả? Chưa nói. Chưa ơi. Rồi. Wow. 109.6. Trời ơi dở quá. Đau không? Ok nha anh. Tới tối em không? Ok em ok đúng không? 109 ù hơn hơn, hơn chút xíu hơn gần 4 nước quá. Ứng đi. Ứng đi rồi tôi nghiệm trước cho. Hay là mình được với cái tay nó keo nhỏ mình lấy cái xẻng không chịu không? Không? Anh ơi. Dậu anh ơi. Cái đó không phải cái bụp đâu nghe tiếng rạc đó nghe kêu cái kẽn luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ. Em làm gì cái em trường lên cái ghế vậy? Từ. Mà càng cái bề tiếp xúc nó càng to là dễ càng kêu. Lạnh à. Ok nha em. Mẩy nha. Đứt thì ngon à. Wow. Rồi. Một trăm lẻ năm phẩy tám. Trời ơi, nhỏ hơn luôn. Sao vậy? Xong, em nghe vậy? Tiếng bình mình dữ hơn luôn. Ừ. Cái này có máy to luôn lắm nha. Tê tay luôn á. Đức ai? Tưởng anh là anh vô thì hiếu Quýnh. Thôi em không dám Quýnh anh Đức Thịnh đâu. Nếu không em Quýnh để em. Rồi, rồi. Em nói anh Thịnh nhiều thịt lắm á. Đúng rồi, ngay cái máy Đức Đức còn kề đó. Chắc thịt. Trời ơi. Quý chuẩn bị thấy ghét hơn. Được rồi. Một lẻ bảy phẩy chín. Vẫn mạnh hơn, vẫn mạnh cũng, hơn. Cũng hơn, vẫn hơn. Bên mình là bao nhiêu người rồi? Đủ hết rồi. Đâu? Đâu? Còn Khánh. Rồi, đợi xíu. Ai đánh? Rồi, để em Quýnh ra. Ok. Cứ hết da hết cốt cho anh ra tiếng là được. Ra tiếng là được không anh? Đúng rồi, anh chịu luôn. Thường là lắm á. Được không? Thường lắm luôn. Thường mà cũng phải chơi cái luật chơi mà. Luật chơi mà. Rồi, chuẩn bị. Ba. Ráng ngủ ngon nha anh Huy ơi. Hai. Vậy? Em nói Quýnh đây, sao lúc mình gái kêu Quýnh đây? Không chính xác mình lắm đâu anh ơi. Dạ. Thờ mình rồi. 108. 100.08. À 108. Ủa sao tay anh giờ vậy rồi? Trời ơi, sao nó chẹt hẹt rồi vậy? Nè, bây giờ cơ hội của mình ăn nè. Còn ai? Giờ tới ai? Này vô. Vậy anh Tuấn đánh đi. Đánh nha. Anh đánh. Tuấn thôi đừng. Tay em đam. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Rồi, để điểm đi. Điểm nha. Nha. Vô chỗ cũ anh ơi, vị trí chỗ cũ. Đó, anh ơi, anh thả lỏng cái cơ, anh đừng có đỏ lẹ, cứ nằm một chân nha. 3 2. Cú nào cũng mạnh. Ô, hay quá lắm luôn, hay quá. 108 nào là 108 năm. Hay, hay là này, chắc là quần á. Anh ơi, anh Giang, trọng trách này là anh là người cuối cùng đó. Nằm xuống. Bây giờ chưa được Quýnh ai luôn á. Anh cũng chưa Quýnh mà. Anh bị Quýnh chưa? Anh bị Quýnh rồi, anh chưa Quýnh ai á. Mình anh đó hả? Đúng rồi. Vậy nè, qua đây chỉ cho đó nè. Dạ đây. Nè. Cao ơi, qua đây làm. Chỉnh về mắt sao mà bấm hồn à. Khi nào bấm nút bạc xong nó hiện số là bấm cái nút hồn này thôi. Xong rồi nè, anh chỉnh sẵn rồi. Rồi. Ai Quýnh vậy? Anh Quýnh nè. Ồ, cái tay mà tán mà chết. Gái ngang, gái ngang. Cứ nghĩ Thanh Thúy đi anh. Được rồi, để em khỏi cho. Thanh Thúy. Thúy ơi, bao nhiêu năm nay bà đã ăn hiếp tôi, ngày hôm nay sát vô nha. Tôi sẽ cho bà thấy thế nào là trụ cột gia đình. Bà. Ôi. Ôi.
Ơi chết. Quên bấm. Trời ơi. Em bị giật mình quên bấm rồi. Nó chưa bấm luôn. Trời ơi. Chết rồi, xin lỗi anh Giang đi. Dạ em xin lỗi anh Giang. Làm lại anh Giang. Lại không có anh ơi. Anh ơi, đàn em mà chạy ra. Bé này. Thằng Hiếu nó thằng Hiếu. Anh Giang. Dạ em đưa anh Giang lỡ kiến thuật. Bây giờ thử đây, ai thử uống thử cái đi. Sao anh? Thử cho đây nè. Để bấm sao? Này là min nè. Mắt nè. Ok. Thôi lại tới chính là số. Để tụi em. Tụi em lại cho. Biết rồi, để cho đồng đội anh làm đi chứ mình có công đâu đụng vô đủ đồ đó. Không có làm tiêu phẩm nữa nha. Không ai mà giỡn. Ê, đào lắm á, thiệt luôn á, đào lắm. Min rồi đó. Min là nằm xuống lại min. Rồi ra em vô nha. Anh tập trung vô này nha. Anh em ơi, anh em ơi, vậy nha. Rồi, im lặng ạ. Ủa sao bấm không lên? Trời ơi! Ôi, anh bấm min! Có sao muốn vậy? Anh bấm min! Chịu không mắc chưa? Giờ 6-4 rồi! Trời ơi! Giờ 6-4 là tính 6-4 rồi chứ giờ sao? 6-6 luôn chứ sao vậy? Không làm lại! Giờ 6-4 là tính 6-4 thôi! Thôi! Trời ơi! Chứ to lắm anh Thịnh! Đúng lắm! To quá trời! Lương mạnh nè! Không, anh bấm min! Cú này à! Cú này là trái máy luôn chứ sao? Đúng rồi! Mắt! Anh Thịnh nhớ không lên! Nó bị chớp mình không lên! Đúng rồi! Đó anh mắt nãy tới giờ bà tắt nguồn! Bà tắt nguồn xấu lên! Ủa sao vậy em tắt nguồn? Tắt cái nguồn biểu lên! Nít anh bị nhiễm sóng rồi anh ơi! Đau nghe. Đau gì? Anh Thịnh quýnh hay quá. Vậy đó. Vậy là cái cuối anh ơi. Đau chứ em, tụi em cũng đau chứ. Để em đứng cho, em sẽ dùng cái lầm với anh. Đó. Trời ơi. Tôi tự bấm, tôi tự quýnh luôn. Ok. Được không vậy? Sao tôi ngu quá ta? Trời đó. Trời ơi. Sao ngu quá vậy? Không, không ngu đâu. Không ngu đâu. Thôi. Keep silent. Wow, cũng được 105 9 ừ vậy là mình thua bên kia rồi. Không, bây giờ là lúc tổng kết, các bạn đợi một chút. Không, anh cái đầu tiên chắc anh Lâm đánh em là anh cảm thấy đau nhất luôn, đau nhà thốn nha, mà tiếng to anh. Đúng. Em bây giờ bắt đầu nó lan 106 rồi. Vậy hay ngứa đúng không? Vậy ngứa đúng không? Em nắm luôn nha. Đội của Đức Thịnh, Trường Giang, Huy và Hiếu ghi được 424.2 decibel. 424.2. Đội của Huy Khánh ghi được 430.1 decibel. Chúng ta quay cả trường. Sáu là mình có cái không, có cái trăm. Ai đánh chậm? Em. Em đánh mạnh lắm luôn á, mà còn chậm mà. Nhỏ đúng rồi. Đúng rồi. Phải bên đây anh em cứu em rồi. Giờ vậy em thua chứ anh cũng có chậm lại mấy à. Hồi nãy á là em đánh cái mà anh đau điếng á, là mà Huy bị rớt máy á, là cái đó mạnh lắm luôn á. Mà bị rớt máy á. Chúng tôi sẽ đóng dấu chứng nhận khả năng chịu đựng cho đội Huy Khánh, Tuấn, Lâm và Chris Phan. Em lên đi, em chịu thương chịu khó nhiều. Đúng rồi, chịu thương chịu khó đâu. Đây. Tội nghiệp em quá. Mà nãy tao đánh đau thiệt không? Đau nha. Đau lắm hả? Đau nha. Thốn má một trời luôn. Bầm luôn á, ngày mai bầm á. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.